Và những con vật này là nó tự động nó tới nhà của tôi. Rồi tôi thấy nó đi qua đi lại không có ảnh hưởng tới những con khác đó, thì tôi sẽ cho nó ở nha. Qua nhà chị Đại chơi nha bà con. Sao cái này chị Đại nó ốm dễ sợ luôn. Không phải mình chị Đại đâu, mấy con mèo ở nhà tôi cũng vậy nha. Hình như có lúc nha, lúc thì như heo, lúc thì ốm nhom chẳng hiểu. Mà trong khi đồ ăn thì ăn bình thường. Còn đây là chị Bưởi nhà ta. Hổm gà dịch bệnh quá trời đâu có chở đi cà phê đâu. Nhà nào gặp cái mặt của mình nó cũng muốn đi cà phê hết. Mà thôi cứ từ từ đi mày. Cái con mắt của nó lúc nào cũng như là nhõng nhẽo vậy đó. Làm chó mà mít ướt dễ sợ luôn. Chẳng bù lại hai con quỷ mèo này. Đây, hai mẹ con ruột thừa đã xuất hiện cho bà con xem đây. Chị Đại và Trắng, hai mẹ con trong huyền thoại. Chị Đại nhận đứa con sau khi phát hiện đứa con này có cái đuôi và cái đầu giống màu lông của mình. Nhưng mà chị Đại nó quên rằng cái mình không có giống màu nó chút nào hết. Do đó cái mặt của chị Đại lúc nào nó cũng dầm dầm cái kiểu như là trời ơi tao có lựa lộn con hay không. Sao lúc nhìn giống lúc nhìn không giống vậy là sao? Đây mọi người nói lâu quá không thấy chị Đại, nay tôi quay cận cảnh cái mặt chị Đại cho mọi người ngắm nha. Đó, ngắm cho đã đi. Cái mặt vẫn dầm dầm như xưa. Có điều cái mặt hơi bớt nọng chút xíu tại vì cái này hơi bị ốm. Nhưng mà vẫn giữ được cái thần thái mỹ nhân Trung Quốc nha. Và đây người mẹ đang chăm sóc cho đứa con của mình. Chà, cái cảnh này con nhỏ nó nhìn chắc nó buồn dữ lắm rồi nha. Buồn tuổi dễ sợ, mẹ ruột mà không được chăm sóc mà cái con nó đầu đường xó chợ đâu ra. Tự nhiên cái đựng chị Đại nó giác về, nó nhận làm con nó chăm sóc cho tới lớn luôn. Nhưng mà bù lại nha, con Trắng này nó cũng rất là chăm sóc cho chị Đại nha. Mà nó ỷ y lắm nha. Nó ỷ con chị Đại này nó không cần thân với người nha bà con. Ở nhà nó chỉ thân với má tôi thôi. Ngoài má tôi ra, dẹp hết, miễn bàn hết. Không có gặp ai, không gặp đứa nào hết trơn. Nhiều khi tôi lại gần nó chút xíu tôi vuốt nó bỏ đi đó. Con Trắng này nó chảnh chó dữ lắm luôn. Và đây chính là cái đuôi làm thay đổi cuộc đời của con Trắng nha. Nó không có khác gì cái kim bài miễn tử dành cho nó đâu. Hồi xưa là con mèo con nhỏ xíu à, đói ốm ở ngoài đường, không nhà không cửa nha. Nhờ cái đuôi này mà con chị Đại nó nhận làm, nó tưởng đâu con nó, rồi nó vác về nhà. Lúc đó là con Trắng nó đeo chị Đại dữ lắm nha. Nó theo chân chị Đại về tới nhà tôi nha. Mà lúc đó con chị Đại cũng hơi đề phòng nó nha. Lại gần quá là chị Đại nó thè đó. Nó đeo tới nỗi mà từ từ chị Đại nhận nó làm con luôn, mọi người biết rồi đó. Nó theo tới cửa nhà. Rồi nó thấy người nó không dám vô, cái chị Đại cũng ra ngoài chơi với nó nữa. Rồi tôi thấy vậy tôi mới mở cửa cho hai con vô chung. Rồi từ từ ăn uống sao chị Đại cho nó ăn ké, uống ké, ngủ ké. Rồi nhận làm con luôn. Sau này chị Đại đẻ con ra, con Trắng nó chăm giùm cho chị Đại luôn. Lúc đó chị Đại nó đẻ tới 6 đứa con lận, mà cái nhà này thì rất là chật chứ không có nổi. Ba con thì cho mấy cái người thương mèo ta nuôi. Còn ba con thì đem vô nhà quách què nuôi. Thì ba con quách què nuôi, trong đó con nhọn đó. Giờ chỉ còn một mình con nhọn còn sống thôi. Thì nuôi được hai con mèo với con Bưởi là đủ rồi. Mà đáng lẽ là không có nuôi mèo thêm đâu, tại quỷ chị Đại này nè tự nhiên dắt về con Trắng. Và thành ra trong nhà tôi có ba con đó. Thật sự cái nhà này là chỉ có chị Đại với con Bưởi thôi. Tại vì bị cha dụ mới đẻ ra 6 đứa đó. Rồi từ khi mà triệt sản xong là không có đẻ nữa. Mà công nhận nha, triệt sản xong nó cũng ít đi kiếm chai nữa. Ở nhà thường xuyên hơn. Cái lúc chưa triệt sản nó ha, nó đi chơi đi ngựa, trời ơi nó mỗi lần nó về nhà là nó dắt chai về. Mà đi chơi đi ngựa nhiều khi 2-3 ngày nó về nhà nha. Khi nào mà đói dữ lắm nó mới kiếm đường về. Cái con này nhéo mặt không có đã, nó không có nọng như khe thúi nha. Rồi sau khi qua nhà chị Đại chơi xong, ghé mua ít bánh mì bơ ăn. Ăn giọng cho đã đời, chừa lên miếng. Không phải chừa đâu, ăn hết nổi rồi. Mới là đem về nhà cho cái tụi này ăn ké. Không biết đứa nó chịu ăn bánh mì bơ không ta. Tôi nghe đồn là con mèo nó kỵ tỏi hay kỵ hành gì tôi quên rồi. Hình như là con mèo kỵ tỏi thì phải. Mà nó hửi bánh mì bơ nó thèm nghe. Để coi tụi bay có chịu ăn bánh mì bơ hay không. Nó chưa gì mà chồm chồm lại rồi. Thôi ơi con miếng hành cũng ăn luôn kìa, ghê chưa. Chà, cái mồi này được rồi nha. Sau này mà tôi có ăn bánh mì ngọt hay bánh mì bơ hay bất cứ cái món gì mà tôi nhán đó, tụi này nó sẽ ăn giùm tôi nha bà con. Không có sợ phung phí. Mà sao ngộ vậy ta, sao mấy con mèo của tôi nó khoái những cái đồ ngọt mà đồ béo y chang con nít vậy nè. Bánh bông lan nè, bánh trứng nè. Nói chung là những cái đồ ngọt đồ béo tụi nó quất hết trơn đó. Không chừng mấy con này nó cũng không có khoái ăn mấy cái đồ ăn vặt này đâu. Chẳng qua nó thấy tôi ăn rồi nó bắt chước thôi. Chứ cái cách ăn của con đớm mà đâu có thèm đâu. Cái bánh mì mà nó úp lại nó hửi không được mùi bơ nó không ăn nha. Khi mà tôi xay qua còn mùi bơ thì nó lại ăn tiếp tục nha. Nè còn miếng này ăn luôn đi. Cho mấy con này ăn bánh mì là dọn dữ lắm nha. Bánh mì nó cứ rớt mấy cái miếng bánh vụn vụn ra không. Dọn không kỹ là kiến bu nha. Rồi còn nhiêu đây sẽ cho 9 con trong phòng. Sao? Trời xin nữa kìa bà con ơi. Mày nghe tao cho mày, mày phải ăn cho hết nha mày. Ăn mà không hết là một hồi cho mày ăn đòn nghe chưa. Nha. Và đây là phần thử thách cao hơn, cho mày ăn nguyên hai miếng hành luôn. Để coi chịu ăn hay không. Tôi nhớ là con mèo nó kỵ tỏi chứ không phải kỵ hành nha bà con. Trời ơi sao mà ăn ngon lành vậy nè. Trời ơi tụi mày là cái giống gì vậy. Cái giống quỷ, cái giống gì mà ăn giặt dữ vậy trời. Không ngờ luôn.
Mọi người thử đoán coi cái bầy ở trong chín con mèo của Khế Thúi nó có ăn bánh mì bơ này không? Và đó thấy chưa? Vuốt một cái thôi là nhào lại ôm liền. Nó không có quan trọng cái món này đâu nha bà con, chẳng qua nó ăn là nó nhõng nhẽo mình thôi. Cái kiểu như nó ăn cho mình chú ý nó gì đó. Thôi nha, tao cho mày ăn thì mày ăn cho đàng hoàng nha mày. Xin cho đã được không ăn hả? Mày giỡn mặt với tao hay gì đó? Rồi tiếp tục là đi vô phòng của Khế Thúi. Không biết ăn được hay không mà chồm lên quá trời luôn. Biết ăn không mà xin, đừng có giống con đớm nha. Xin cho có rồi cuối cùng không ăn là ăn đòn nha mày. Nghe tụi bay. Con ngầu nó nhìn thấy em vui, nó lui lại một bước. Tại vì nó tưởng con vui lặng rồi. Rồi, ăn thì ra đây cho ăn nè. Đây, vô nhà dưỡng lão đi. Bữa nay ở ngoài này ít mũi quá bà con, sợ lắm rồi đó. Đây, một bên đòn đây. Thấy chưa? Thấy cầm đồ ăn hay gì là chạy vô. Rồi, để coi thế nào biết ăn nha. Còn chị nhỏ nhà ta thì vô đây nằm chơi chứ không có ham gì đồ ăn đâu. Con gái con đứa nằm kìa. Bình tĩnh. Rồi giờ xé bánh mì ra coi con nào biết ăn bánh mì nha. Đây là bánh mì bơ. Cho ăn cái này là quét nhà đã luôn nha bà con. Vì bánh mì này nó sẽ bị gớt bụi ra, gớt mấy dụng dụng ra ngoài. Đây là biết ăn đây. Kè trước nè. Thôi đại ca nhào luôn kìa. Kè ăn bánh mì nha. Trời ơi cái tụi này nó khoái bơ bà con ơi. Sao mấy mèo nhà tôi con nào cũng khoái đồ béo đồ ngọt hết trơn vậy. Cái miếng bơ lên trên để mày ăn nha. Chứ để cái miếng bánh mì nó ấp xuống vậy nó không ăn. Là cái này á, mình muốn ăn mình phải chay cái bơ vô đây nè. Khế Thúi. Khế Thúi mày ăn ta. Nè vui nè. Quạo nè. Con Miu là ít khi nào nó chạy lại lắm. Trừ khi cái món đó có mùi cá hay mùi thịt gì rất là nặng nó mới chạy lại nha. Còn mấy cái bình thường vậy nó không lại. Nè đây cá. Nè đây cá nè. Đây càng mũi bự đây. Trời ơi ăn cái này dơ tay quá à. Lần đầu ăn bánh mì bơ đó. Đó với mèo nhỏ thôi nhưng mèo lớn tôi không nhớ nữa. Thôi vậy tôi cũng cho nó ăn tạm. Có đồ ngọt đồ béo. Cũng hên là còn một miếng thôi nha, cái nhiều miếng hãy khác mà xỉu luôn. Rồi bỏ mứa luôn rồi bà con ơi. Thấy chưa? Nè, cho mày ở đây mày không ăn mày chầm thì là sao của quỷ. Nè còn đại ca ăn khè nè. Cái Thúi thì không thèm xin luôn. Đi đâu mất tiêu rồi. Bữa nay ăn khè dễ thương quá nha. Đợi mấy đứa nhỏ ăn ngán rồi nó mới vô ăn sau cùng nha. Trời ơi có cái cây để quay điện thoại này đỡ ghê luôn á. Cái tay dơ không có phải cầm cái điện thoại nha bà con. Cũng được lắm. Rồi còn nửa miếng này thì sao? Ở dưới này chưa ăn xong thì đừng có ăn nửa miếng này. Nghe chưa? Và thế là cái món bánh mì bơ của tôi nó đã bị ế rồi bà con ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ gom bánh mì tôi đem ra ngoài bỏ. Nhưng mà khi đem ra ngoài thì gặp con này. Như bóc chúa đi nha. Này đó, nó dặn khè hả bà con. Con của nó vàng không bằng nó đó. Bữa này cóc chúa hơi bị ốm chút xíu. Chắc cái lúc tôi thấy nó là nó đang mang thai nha. Đẻ con xong rồi bởi vì nhìn nhỏ lại. Mọi người thấy không? Con cóc này là do Khế Thúi nó giữ lại nè. À, bữa nay là thấy cận cảnh đó. Toàn thân vàng khè, con mắt cũng vàng luôn. À, quay cận cảnh cái mặt nó hồi nó bỏ vô trong bây giờ đó. Ở dưới cổ cũng vàng khè hả? À, đây là cận cảnh cóc chúa nè. Nó Khế Thúi giữ lại nuôi đó bà con. Nè tính bỏ bánh mì thấy cái mặt nó lại cho miếng bánh mì ăn. Mà tôi quên lẫn cóc đổ ra bánh mì đúng không? Nó chỉ ăn côn trùng mà thôi. Ở cái chỗ nó ở là cái góc của máy giặt này nè. Hê chưa? Còn gì đây đớp? Đớp nó nhiều chuyện kìa. Tôi thấy tụi bay cóc lại thôi. À, đây là cái nhân vật mà hổng gà nhắc tới tên hoài mà chưa có thấy mặt. Và những con vật này là nó tự động nó tới nhà của tôi. Rồi tôi thấy nó đi qua đi lại không có ảnh hưởng tới những con khác đó, thì tôi sẽ cho nó ở nha. Con cóc này nó ở nhà tôi cũng hơn năm mấy rồi đó. Hồi trước Tết á. Ờ đúng rồi, ngay lúc giao thừa là tôi nghe nó kêu sùm lại.